Lên em, anh em nào cuối năm cuối tháng này ha, đi phá nhà, đi phá bê tông thì anh em sắm một con đục như thế này ha. Bình thường nó là 1.6-1.7 triệu, bây giờ của thương hiệu Sasuke này ha. Dòng này là công suất, đây anh em, công suất 1.600W nha. Điện là 220V cho đến 240V, 5 đến 60Hz. Và tốc độ là 2.900 vòng trên phút, sử dụng mũi là 17mm nè anh em, 17mm nha. Để cho anh em mình sử dụng thì nằm 35, đây là có mã của máy này, SSK0835 nha mọi người. Bít tông 35 anh em mình đục thoải mái mạnh luôn ha. Của thương hiệu Sasuke này anh em thấy này. Đây, các thông số là có đầy đủ ha. Ở trên máy luôn. Đây, các thông số của máy thương hiệu Sasuke này được đúc nổi lên đây luôn anh em. Ok chưa? Phần cố định tay cầm là bằng ốc lục giác này, có bề đờ để giảm sốc khi anh em mình đục này ha. Bề đờ giảm sốc này, có đầy đủ hết anh em. Tay cầm này, công tắc, khóa công tắc luôn, đầy đủ ha. Đằng sau thì anh em thấy là để thoáng, làm mát, để đảm bảo tuổi thọ của động cơ, thì cái này nó làm một cái chụp ở đằng sau bằng kim loại này ha. Phần thân máy là làm bằng nhựa nguyên sinh nha, nhựa cao cấp nên là xài được rất là ok, bền bỉ ha. Nhưng mà ở đằng đít thì anh em mình biết là khi mình hay va đập nhiều thì nó sẽ thiết kế chúng ta một cái đế bằng kim loại, nó sẽ chắc chắn hơn khi anh em mình làm việc ha. Và làm lưới lọc rất là nhỏ luôn, vừa đủ để thoát gió, để làm mát, không cho các vật cứng ở bên ngoài lớn nó ảnh hưởng vào động cơ bên trong ha. Nó có hai ốc ở bên dưới cố định luôn này, anh em thấy không? Ok chưa? Tay cầm này, đây tay cầm mình từ rời ở đây ra, đây nới ra và xoay ngang này, mình cầm hướng nào cũng được hết, cầm xoay xuống cũng được mà xoay lên đây cũng được, xoay bên đây cũng được luôn, thuần bên nào thì xài bên đó anh em, rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Phần đầu đục thì anh em thấy này, của thương hiệu Sasuke thì lúc nào cũng làm bốn con ốc lục giác ở đây, nó sẽ cố định phần đầu kẹp mũi rất là chắc chắn của anh em ha. Này, kẹp mũi này, nhưng mà ở đây thì nó thiết kế chúng ta cái đầu bốn ốc này, ok chưa? Đó, quá tuyệt vời luôn. Phần đằng trước, phần nòng và đầu thì nó làm bằng hợp kim nhôm sơn tình điền ở bên ngoài, rất là chắc chắn luôn mọi người. Con đục rất là, cầm rất là vừa tay luôn ha. Kèm theo chúng ta là hai mũi đục này, một nhòn và một dẹp, một hộp mỡ bò để chúng ta trà cho máy này ha. Ở bên trên ha, có khóa mở ở đây ha, khi anh em mình nhấn thùng ở đây xuống xoay là cái nắp này nó sẽ mở ra, anh em tra mỡ bò vào bên trong ha. Ok chưa? Quá đã luôn em. Phiếu bảo hành và sách hướng dẫn có đầy đủ khi anh em mua về là ở trong một hộp như thế này ha. Đó, có hộp giấy thì Minh Châu đã gỡ sẵn ra như thế này ha. Rồi, từ 1.6-1.7 triệu bây giờ nó giảm cực kỳ, là chương trình cuối năm này anh em chỉ có 950.000. 950.000 anh em sở hữu một con đục như thế này, bảo hành 12 tháng cho anh em mình yên tâm mà sử dụng ha. 12 tháng bảo hành và giá chỉ có 950.000 nha. Đục ruột đồng nhôm thép 100% của thương hiệu Sasuke này ha anh em. À, quá chất chưa? Ok chưa? À, rồi, bây giờ Minh Châu sẽ test đục thử để anh em mình thấy khả năng đục của con đục này nó như thế nào ha. Rất là khỏe luôn anh em. Đây, mũi nó được kèm theo này, anh em mình bỏ mũi vào ha. À, nó là chuyên đục anh em. Nếu mà bình thường những anh em mà hay đục tường, đục nền thì anh em mình sử dụng những con đục như thế này là đục là cực kỳ bền. Nó một chức năng thôi, đục không nhưng mà độ bền thì rất là cao. Bít tông nó nòng nó 35 cho nên là thoải mái đục luôn. Đấy anh em. À, anh em mình đục một tí nó sẽ xuống nhớt ép bít tông là nó sẽ mạnh, đục cực kỳ khỏe luôn này. Đó anh em thấy đục khỏe không? Mũi là đánh lửa, né lửa luôn nha anh em. Đục rất là khỏe luôn anh em. Đục là cái đá xanh này, anh em thấy bê tông màu không? Bê tông màu thì khi nào nó ở bên trong là toàn là đá mi này
ha, đá xanh đá mi ở bên trong, cho nên là đục nó đánh lửa ra tới mũi luôn anh em ạ, rất là khỏe nha. Một con đục như thế này đó, anh em thấy đục tan nát cục bê tông luôn này ha, thấy không? Wow, quá đà luôn anh em. Một con đục như thế này mà chỉ có 950.000, anh em sở hữu một con đục thì quá trời chất luôn anh em ha. Giá là không thể nào mà có cái thời điểm nào mà có được một con đục như thế này, bảo hành 12 tháng mà 950.000 nữa anh em ạ. Rồi, Tết nhất tới nơi rồi, anh em mình hay đi làm thì nếu mà bây giờ mình đang có một máy sẵn thì mình mua một máy để sơ cua, giá nó quá bèo đi mà anh em ha. Rồi còn anh em nào chưa có thì mình cũng sắm một cái để mình sử dụng trong các công việc trong nhà, hoặc gia đình anh em nào chuẩn bị xây nhà thì sắm một con như thế này đi ha. Mình đục tỉa thích làm gì làm thoải mái luôn anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến các cửa hàng của Minh Châu để sở hữu một máy. Còn em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.